Xin chào toàn thể quý anh chị em cùng các bác đã quay trở lại với video của đồng hồ Duy Đích Và trong video ngày hôm nay thì bên em cũng có một mẫu sản phẩm mới về cực kỳ đặc biệt đối với nhiều anh em mang một cái thương hiệu đồng hồ đó chính là Bentley à, Với sản phẩm này thì cũng mới cập bến tại đồng hồ Duy Đích và nó là cái thương hiệu rất là mới lạ bên em với một trong những cái phong cách thiết kế cực kỳ đẹp và có mức giá rất hợp lý cho anh em có thể chọn lựa Và với cái dòng đồng hồ Bentley này thì nếu mà anh em đã tìm hiểu hay là các bác đã có biết qua về cái thương hiệu Bentley thì nó có rất nhiều những cái mẫu mã mới lạ và trẻ trung và phục vụ với cái nhu cầu sở hữu đồng hồ cơ vừa túi tiền thì đây là cái mẫu sản phẩm có thể đáp ứng được cho anh em cái điều đó và trong video này và sau đây thì sẽ cùng các bác đi tìm hiểu với một chiếc đồng hồ Benly lộ cơ open hết à, trước tiên thì chúng ta nhìn vào cái phần hộp của Bentley nó thực sự đẹp và rất là to cồng cành à, tuy nhiên thì nó được trang bị một cái phần hộp được gọi là hộp gỗ các bác nhá rất là đẹp không biết là gỗ thật hay là giả gỗ nhưng mà duy định thấy về phiên bản này hộp rất là đẹp với một cái thương hiệu uh, cũng có cái tuổi đời rất là lâu đối với đồng hồ cơ thì uh, dòng thương hiệu này nó được uh, mang một cái thương hiệu made in Germany một cái thương hiệu đến từ đức và theo duy định được biết thì cái thương hiệu Bentley này nó không liên quan gì đến cái thương hiệu Bentley của xe hơi các bác nhá nên anh em cũng không nhầm tưởng rằng hai thương hiệu này là một và với một cái dòng đồng hồ của Bentley thì cũng có rất nhiều những cái mã vô cùng nổi tiếng, thuộc dòng cao cấp mà nhiều người nổi tiếng ở trên thị trường cũng có đeo và với sản phẩm trong video ngày hôm nay em gửi tới cho anh em đó là một phiên bản mặt nâu cà phê và dây đờ mi vàng đây là cái mẫu sản phẩm được bán chạy nhất và cũng nhờ cái cơ duyên là Duy Định có làm việc với một cái hãng Benny ở Hà Nội và họ cũng nhờ Duy Định Thanh Lý với một số mã mà họ đang có sẵn rất nhiều và với mức giá Thanh Lý thì anh em yên tâm là mức giá bao tốt trên thị trường, tốt nhất và vẫn được bảo hành cho anh em như những cái sản phẩm thường. À, với mã là BL1832 gạch ngang 25M, đó là cái mã của sản phẩm mặt nâu cà phê. Trên này thì mang một cái thiên hướng là vintage cho anh em, đó là bản màu sắc mặt nâu cà phê, thân vỏ viền vàng rose gold. À, về kích thước mặt số là 40. Chiều dày sẽ là 13 và chúng ta có một cái độ rộng càng của sản phẩm này thì cực kỳ ngắn, dễ chơi cho nhiều người dùng chúng ta có độ động càng chỉ 46.3 các bác nhé với cái form size thiết kế 40 mà tay càng ngắn như thế này nó phục vụ cho anh em cổ tay nhỏ cũng thể chơi được tay của dự định trong video này chỉ có 15.5 thôi các bác thấy được cái độ đẹp và nên tay nó vẫn vừa vặn à, tay của em thì đôi lúc nó hơi đen một chút nhưng các bác thấy cái mặt nâu cà phê lên tay thì nó cũng uh, gọi là nó hơi trầm còn nếu mà anh em cổ tay mà trắng sở hữu cái sản phẩm này hay là phối với những cái bộ đồ sơ mi bộ đồ công sở thì thực sự là rất rất đẹp còn về thiết kế của dòng sản phẩm thì sẽ có mặt nâu cà phê với những cái vân Guniche ở nóng trong cùng. À, ngoài ra có một cái điểm nhấn đó chính là một ô cửa sổ open hết góc 9 giờ và đi kèm với một cái lịch uh, GNT tạo thành uh, hình khối số 8 rất là đẹp, cân xứng, kim lá liễu vắt nhọn và có phủ dạ quang. À, và chiếc này thì nó có một cái logo Bentley được đặt ở vị trí góc 3 giờ với một cái thương hiệu là 1948 là uh, cái năm ra đời của cái dòng đồng hồ Benny này ngoài ra thì cỗ máy cũng có độ hoàn thiện rất cao với một bộ kính sapphire phia. độ trong trẻo rất cao, khả năng là cũng có phủ AR chống lóa Anh em có thể thấy được cái độ trong trên mặt kính của dòng sản phẩm này Rất rất ngon cho anh em nhé Và với cỗ máy này của Manny thì anh em cũng có đi kèm với thân vỏ và phần dây Vẫn hoàn thiện là thép không dỉ và là dây đúc Dây đúc với hai chỉ đường mi Đan sen với ba chỉ đánh phay xước này Cũng rất là gọn gàng và ôm tay Dây đúc đặc, rất là chắc chắn và đầm Ờ, có một cái điểm mạnh mà duy định đánh giá ở trên cái dòng sản phẩm này nữa đó chính là phần khóa bướm trên dây kim loại khóa bấm mở gập hai bên có logo benny ở giữa anh em nhé rất là gọn và cũng có một cái điểm nhấn vô cùng cao mà khi các bác đeo cái dòng đồng hồ này trên tay và về cỗ máy thì nó được uh, sở hữu với một cỗ máy hoàn toàn từ đức với thiết kế bố văng vàng và có logo cũng rất là đẹp ngoài ra thì mặt sau cũng có tem chính hãng của Trường Hoan nên anh em yên tâm cam kết chính hãng tại thị trường Việt Nam và sẽ có các thông số như chống nước 53 kính sapphire và có, chúng ta cũng có một cỗ máy có thiết kế đáy là đáy ốc thực sự thì với những cỗ máy mà được sản xuất và lắp ráp với một cái đai ốc như thế này giúp cho chúng ta có cái độ chống nước rất tốt và bền bỉ còn về độ đẹp của dòng sản phẩm này thì duy định thấy là cái bản màu này vô cùng hợp với nhiều anh em bản màu nâu cà phê viền râu gold. và mặt đeo thì cũng rất là đẹp và với mức giá mà dành cho sản phẩm này đang có rao bán tại thị trường Việt Nam với mức giá niêm yết trong hãng hay là trong store đang có mức giá cho anh em loanh quanh từ 8 đến 10 triệu tùy vào những cái đại lý mà họ ở marketing còn tại đồng hồ duy định đang có mức giá thanh lý từ đại lý chính hãng của Hà Nội với mức giá là 4 triệu 200 ngàn cho anh em sản phẩm này cực kỳ ngon thực sự là ngon nếu mà có bác quan tâm đến mẫu sản phẩm uh, Bentley lỗ cơ thì đây là cái cỗ máy cho chúng ta trải nghiệm rất nhiều những cái tính năng và độ đẹp thì dự định thấy cũng rất là cao và với cỗ máy này nếu anh em so sánh thì nó bằng với một cỗ máy 4R38 của Seiko anh em nhá 4R39 nó bằng với một cỗ máy 4R39 máy có hỗ trợ có tay có cả rừng kim Đó nên để anh em có thể cân nhắc và so sánh để chọn lựa nếu phù hợp với mình thì các bác nhấc máy lên và liên hệ với dự định qua số hotline em để trên màn hình. Rất cảm ơn các bác đã bớt chút thời gian theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại.